Mẹo hay để chơi được Genshin Impact 4.0, hãy để lại bình luận nhé. Okay, then. Yes. Đấy, bạn thấy Google đã làm gì cái điện thoại của bạn đấy? Đó lý do sao điện thoại của bạn hay bị đầy dung lượng đấy. Là bạn đang sử dụng cái điện thoại khác để lướt Facebook và xem trên Messenger nhé. Để cái điện thoại mà bạn chơi game Genshin Impact thì thôi rồi luôn. Đây là video sập đầu tiên của tôi, mong các bạn xem và ủng hộ cho. Tôi đã làm việc các bạn đấy. Và trong hành trình bật kiếm tiền của tôi, cầm đến 10 triệu view sub video, mong các bạn sẽ ủng hộ nhé. Ok.